bạn thân mến, hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn một cái video mà thầy vừa đi làm ở tại Bắc Giang về. Đây là cái địa chỉ mà trước mắt các bạn, đây là núi Hiền. Thì núi Hiền này thì bên cạnh nó có con sông đó, các bạn nhìn trước mắt các bạn nha. Sông ở đây nó thuộc về địa bàn của xã Quan Dưỡng, huyện Lục Ngạn. Thế thì ở đây thầy đến nhà của một khách hàng tên là Nguyễn Quang Lực. Thế thì mời các bạn theo dõi trên video. Đây thầy đang dùng flycam bay dọc núi Hiền. Để làm gì? Để tầm lòng. Như thầy đã nói với các bạn rồi, tìm được cuộc đất đẹp mới chỉ là một phần. Thế vậy, cái chính nhất là các bạn phải bằng cái mắt của bạn, bạn quan sát, không phải vòng quanh cái chỗ mà huyệt đấy đâu. Đây các bạn đang nhìn, thầy đang quay các cảnh và các bạn đang nhìn để tìm cái gì? Thủy chảy về huyệt mộ như thế nào? Các bạn tiếp tục theo dõi. Thế ở đây dọc sông Lục này thì các bạn thấy núi Hiền nó rất là hùng vĩ. Nói đến núi Hiền ở Bắc Giang thì ai cũng phải biết rồi, quê hương của làng vải mà, đúng không? Thế nhưng ở bên sườn núi, ở bên tay trái là con sông Lục đang chảy uốn. Thế vậy bạn nhìn thấy con sông nó chảy uốn như thế thì bạn sẽ hình dung và bạn nghĩ như thế nào? Nếu như con sông nó ôm để nó dẫn long nó khác. Nhưng nếu cái đoạn bạn lấy làm để mà làm mộ, huyệt mộ đặt mà con sông như ở chỗ này là trăm ngàn vạn thủy nó chảy về. Thế bạn nhìn đây, đấy, thế thầy đang bay lên trên đỉnh của núi Huyền, tức là một cái núi này nó rất là cao, bay lên trên này và thầy quan sát ở độ cao tầm độ khoảng 50 mét. Thế thầy quan sát ở đây để làm gì nhá? Phải đi về đến Thiếu Tổ Sơn. Từ Thiếu Tổ Sơn đó nhá, đi về đến chỗ vị trí tí nữa các bạn sẽ xem, đó là huyệt mộ mà thầy xác định cho khách hàng, cho gia đình nhà anh Lực này, thì nó rất là xa. Đấy, nó phải hàng 20 cây. Thế thì bay xa thế để làm gì? Nhiều bạn các bạn thông cảm, nhiều các bạn dùng mắt thường đã dám định long, thế là các bạn sai hoàn toàn. Nếu các bạn không lên đến Thiếu Tổ Sơn nha, không xem con long nó chạy về như thế nào, không xem thủy nó chạy nó dẫn như thế nào và mạch khí nó đi như thế nào, các bạn sai lầm hoàn toàn nha. Khi định được cuộc long, muốn định được cuộc long, bạn tìm được cái chỗ tốt để bạn xác định chỗ đó có long rồi thì bạn phải đi tầm long. Tầm long ở đây rất vất vả, có khi thì đi hàng nửa ngày. Thế, nếu mà đi bằng xe máy và ô tô phải hàng nửa ngày đến hàng ngày. Thế nhưng dùng bằng thiết bị như thầy này có khi chỉ mất độ khoảng 15-20 phút là thầy đã có thể có một cái nhìn khái quát tổng thể về cuộc long đó nha. Chứ không phải thế long đâu, nhiều bạn còn bảo với thầy vào dám vào nhận xét bảo đây là thế long nha. Đây là cuộc long tổng thể của cả một cuộc long nha. Nó tổng thể chứ không phải thế nha. Thế thì ở đây các bạn nhìn trước mắt các bạn lên núi Hiền. Thế thì nó là một cái địa danh nổi tiếng, ai bất cứ ai ở Bắc Giang đều phải biết đến cái núi này. Và ở vòng quanh núi rất nhiều khu vực đặt huyệt mộ. Thế nhưng đặt như thế nào và lấy long như thế nào là cả một cái không hề đơn giản nha. Các bạn đừng cứ nhìn thấy là bên trái có dãy núi, bên phải có dãy núi, trước mặt có núi án nọ kia, rồi có thủy khí, bạn bảo long là sai hoàn toàn nha. Cái điều tiên quyết đầu tiên để có long là phải sơn chỉ, tức là gì? Là sơn phải dâng. Nghe rõ chưa? Đây sơn nó vẫn đang chạy thì phải dám bảo có long. Có mà lươn nha. Thầy nói luôn cho các bạn về kinh nghiệm để tầm long.
không có như thế đâu nha. Thế đây bạn nhìn trước mặt các bạn là sông Lục đang chảy chĩa thẳng vào núi như thế này. Nếu như ở chỗ này có long thì cũng vứt nha. Vì sao? Bạn nhìn mạch khí nó chảy thẳng vào như thế này nha, không được đâu nha. Thế long nó đi nó phải ôm ấp và nó che chở. Như thế long mà lại chạy dội thẳng từ ngoài sông Lục mà chạy thẳng vào núi như này, chỗ ấy đặt mộ ở đấy là chết luôn nha. Cho nên thầy nói ở đây để phân tích để cho các bạn thấy. Nhiều bạn ấy đi thực tế như thế này, bỏ tâm huyết cả ngày trời thế này để tìm, chưa chắc đã tìm nổi, nữa là huống hồ đứng một chỗ mà bảo à. Thế thì thông cảm, các bạn thông cảm, là những bạn có cái nhận thức thì thông cảm, nhưng các bạn thiếu nhận thức thầy yêu cầu là đừng có xem làm gì cho nó mệt nhé. Để các bạn làm sao đủ trình độ để hiểu và xem nhé. Thế thì xem ở đây phải có cái nhận thức. Nhận thức là gì? Là cái thực tế. Cái thực tế là gì? Là đem lại lợi ích cho con người nha. Thầy giới thiệu ra đây không ngoài mục đích để mọi người đừng nhầm lẫn, đem lại lợi ích cho con người, cho các bạn nhé. Thế vậy cái khu vực mà thầy đang đi đến đây thì các bạn nhìn xem thủy chảy. Các bạn nhìn xem, đúng là như thầy Tả Ao đã nói, thiên sơn vạn thủy triều lai, hàng nghìn, hàng vạn con nước chảy về, chảy dọc theo cái núi huyền này. Vậy các bạn xem thầy tầm lòng như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Ở đây thầy vẫn đang vừa chạy xe ô tô và vừa dùng flycam bay theo xe ô tô. Quãng đường mấy chục cây số đấy, chứ không phải ít đâu nha. Vừa bay vừa tầm. Thế thì ở đây ấy, để mà đi được đến chỗ huyệt kép, thầy đã tìm rồi, thầy tìm hôm qua rồi nha. Thế nhưng hôm nay thầy vẫn phải nha, bay để gì, lên Thiếu Tổ Sơn, tức là ở chỗ núi huyền này, và đi theo cái núi này đến khi mà sơn chỉ, tức là núi rừng, thì lúc đó sẽ là huyệt kết. Con núi nó vẫn đang chạy, nó xuống cái cánh đồng này, xong cái nó sang bên kia, nó vẫn chạy, mà dám bảo chỗ đấy là huyệt kết thì sai rồi nha. Cho nên là các bạn tiếp tục theo dõi thầy, và trong cái vấn đề phân tích của thầy này về phong thủy âm trạch, thì ra rất nhiều video nha. Thì có những cái là giả lập nha, thật lòng luôn đấy, để các bạn đừng vội nhận xét nha. Và có những cái để tầm được long không phải đơn giản nha. Và để nói chính xác ở vị trí nông sâu nó lại càng không đơn giản nha. Nó là khoa địa lý, nó phải có một sự hiểu biết uyên thâm nha, về khoa học địa lý mới có thể dám đưa ra nhận xét. Hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn của long này, những mong là một điều mà bổ ích để cho các bạn mới bước vào nghề phong thủy, để các bạn có một cái nhìn nhận tổng quát và khái quát về cuộc lòng. Mời tiếp tục theo dõi video. Thế thì đến giờ là thầy đã bay đến khu vực mà trước cửa nhà của chủ nhà. Cái trước cửa nhà ấy, thì nhà đây là của chủ nhà, là ở xã Quang Dũng, huyện Lục Ngạn, và chủ nhà tên là anh Lực. Thế thì đằng sau này các bạn nhìn đấy, có cái núi nó gọi là Am Vãi. Địa ở đây người ta gọi là Am Vãi. Trước nhà, cửa nhà thì có cái núi đây, người ta gọi là núi Bàng. Thế từ núi Hiền mà mạch khí nó chạy về đến núi Bàng này. Đấy, chạy về đến núi Bàng này thì đằng sau nó có núi mà người ta ở đấy người ta gọi là Am Vãi, trước mặt thì là núi Bàng. Đấy, thế thì nó thuộc về địa bàn của xã Quang Dưỡng, huyện Lục Ngạn. Thế thì mời các bạn tiếp tục theo dõi thể phân tích. Thế thì mạch khí các bạn nhìn rồi đấy, từ núi trước mặt đấy, cái dãy núi cao đấy, thì người ta gọi là núi Bàng. Thế mạch khí nó chảy bây giờ là do kiến tạo mà nhìn những con đường nó đi đấy, thế nhưng thực tế là mạch khí nó chảy đấy. Thế thì xong với đó thì ở bên rìa núi là nó đều có thủy khí, nó đang dẫn long chạy sang bên này. Đây, thế thì đây là vị trí nhà của chủ nhà. Đấy, thì ở đây là cạnh đây
là có một cái xưởng, một nhà máy người ta làm ở khu vực này, ở trước cửa là khu vực ủy ban. Thế thì ở chỗ nhà đấy đang trước mặt các bạn đấy, thì thầy đang bay dọc xuống ấy. Đấy, đây là chính nhà. Thì ở trước nhà thì có một cái xưởng màu xanh này, bạn nhìn. Thế thì cái mạch khí ấy, nó chạy ấy. Bạn nhìn đây, mạch khí nó chạy này, đến chỗ rề của cái nhà đấy. Đấy, nó chạy ra, nó chạy xuống dưới đấy, thì bạn nhìn thấy, tiếp tục quay để bạn thấy đấy, chỗ lùm cây tốt đấy. Thì đến đấy thì ở dưới đằng trước này thì cũng vạn thủy chảy về đây, ở khu vực đây, và ở lại đây, chỗ này là mì đường. Thế thì mạch khí này nó chảy ở rất nhiều con núi ở vòng quanh chảy về, và nó về đây nó tụ lại đây, tại đây. Thế thì nó kết huyệt ở tại đây, chỗ cái khu cái nhà này người ta đổ đất người ta làm đấy. Thế nhưng ngày xưa nó là đồng ruộng hết, thì nó kết khí ở tại đây. Và lúc này nhìn ra bên trái, bên phải, bên trước này, thì bạn nhìn thấy hàng trăm, đúng là thiên sơn vạn thủy, hàng trăm con nước nó đổ về, nó tụ ở tại khu vực này. Cái thì trước mặt các bạn đây ấy, nó là Minh Đường. Và từ Minh Đường này để bạn nhìn thì đây cạnh chỗ về hình thể nha, tại nha Thanh Long là bên này nó có con mộc đây, ngọ đây, đây là tốn đây này, nhìn thấy chưa? Thế thì tốn ở đây là tôi nhìn thấy có rồi. Đây tôi quay con tốn, tôi quay ra kiểm tra cho chú đây nha, thì xem đây đúng chưa, đúng tốn nha, đúng đây nha, đúng chưa, chúng ta chúng ta nó đúng chưa, đúng rồi, đúng hướng rồi, gì thế, tôi kiểm tra chú này. Đây nha, đúng không? Rồi, chúng nó đây rồi. Thì đây là một cái nghiên kia, đây không phải, nó ngay xuống lũng này này. Vâng, kia vâng. Đấy, đây là cái nghiên. Phương Nam có bút, phương Đoài có nghiên, nghe chưa? Thì phương Nam bây giờ này là có nghiên, phương Đoài có bút, thì cũng vẫn là phát quan phát tướng, được chưa? Bây giờ để tìm phương Đoài. Rồi, bên này đài chúng tôi chữ Tân này, chú nhìn thấy chữ Tân đấy chưa? Nhất là Tân tốn 12 canh Dậu Tuân, canh Dậu Tân, chú nhìn chữ Tân đấy chưa? Đây này. Nó ở rơi vào bao nhiêu? Nó rơi vào là 200 bao nhiêu đấy nha. Thì đây, nhìn này, ta nhìn ở đây. Tây Bắc sang bên này. Đấy. Thầy hơi sang trái tí thầy. Thầy di cả máy sang trái thầy, cho nó dễ nhìn. Nó quay lại đấy. Đấy. Thế trong đi thẳng. Đây đây đúng không? Chú nhìn đây đúng không? Máy ra. Máy quay sang phải một tí. Đúng không? Quay ra phải một tí đúng không? Vâng. Rồi. Nữa rồi đấy. Đấy nha. Đây. Ta nhìn ở đây. Mời ra đi nhìn ở đây. Quan trọng là nhìn ở đây ta thấy. Nếu bên này mà con núi Quang Nghiên nó xa khi vài cây. Không đến. Chắc thì không, tôi mấy trăm mét. Gần nữa. Vài cây cũng có. Nó là cũng được. Cái thậm chí xa nữa bên này còn có. Bên này là thể Bạch Hổ. Bên Bạch Hổ đấy. Bạch Hổ mà núi trùng điệp điệp như thế này quá tốt. Như bắt ít vào này. Đi khoảng đi ra sông ngoài này. Nó đang bay ra ngoài này. Đấy, cái bay múc ra đến sông ngoài đấy. Thế thì cái thế đất này là ở tại phương Nam có Thiên Mã, ở Ta Tốn có Thanh Nghiên, phải ghi vào nhé. Tại Tân có dãy núi, tức là cũng núi đây, có bút bên Tân, bên Nam có bút, bên Đoài có Nghiên. Thế nhưng mà mình ở bên Nam là có Nghiên. Cái này nó sẽ phát, nếu như phát thì phát con cháu về nhà Văn nhé. Văn. Thế còn nếu như nó ngược lại thì kia thì nó lại phát về đằng Võ. Được. Anh hiểu chưa? Được. Thế thì về tài lộc thì khẳng định với anh chị là chỗ này rất là đẹp. Hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn của Long này, những mong là một điều mà bổ ích để cho các bạn mới bước vào nghề phong thủy, để các bạn có một cái nhìn nhận tổng quát và khái quát về cuộc Long.
Thank you.